Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau khi xác minh việc lập quỹ không có trong quy định ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, mới đây, Cục Thể dục Thể thao đã yêu cầu ban huấn luyện chấm dứt sự tồn tại hoạt động của tất cả các quỹ này. Được biết, số tiền thu quỹ trên tinh thần tự nguyện có sự đồng thuận của huấn luyện viên, vận động viên, phụ huynh của các vận động viên trong báo cáo gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch cục thể dục thể thao làm rõ việc huấn luyện viên trưởng nguyễn thị thanh thúy lập hai khoản quỹ gọi là quỹ trung tâm và quỹ đối nội đối ngoại các khoản đóng góp của hai quỹ này đều được thông báo công khai với vận động viên và gia đình cũng như các huấn luyện viên và có sự đồng thuận của các bên tổ xác minh đã gặp lần lượt vận động viên và phụ huynh ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia để làm rõ mục đích lập quỹ này Ngày 18 tháng 1, các vận động viên đều xác nhận tiền lương hàng tháng được chuyển trực tiếp vào tài khoản cho các phụ huynh vận động viên và việc đóng góp quỹ là do các phụ huynh đóng cho. Ngày 23 tháng 1, tổ xác minh đã làm việc với 6 trên 8 gia đình của vận động viên thuộc đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia. Hai gia đình còn lại cư trú tại Cần Thơ nên không thể tham gia. Cả 6 phụ huynh khẳng định hàng tháng có nhận được tiền lương, tiền ăn qua tài khoản ngân hàng và có đóng hai khoản tiền vào quỹ đội cho huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy các khoản đóng góp này đều được thông báo công khai và có sự đồng thuận chung của các thành viên các khoản đóng góp cho quỹ thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023, tuy nhiên các phụ huynh không nhớ rõ số lần đóng góp. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Thành Thúy xác nhận, việc lập quỹ và số tiền đóng góp là theo nhu cầu của đội. Trong trường hợp hết quỹ hoặc cần thiết sẽ thông báo cho phụ huynh qua nhóm Zalo. lô. Bà Thúy khẳng định việc thành lập quỹ là tự nguyện có sự đồng thuận của huấn luyện viên, vận động viên, phụ huynh và các vận động viên và công khai thu chi trong nhóm liên lạc chung bà thúy giải thích thêm về tên gọi của quỹ trung tâm quỹ này không để nộp cho trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc gia hà nội mà gọi tắt để phụ huynh dễ nhớ mục đích của quỹ là để chi cho việc vật lý trị liệu ngoài giờ sinh hoạt tập thể sinh nhật liên hoan đội mua sắm thêm cho phòng họp sinh hoạt chung như máy in máy chiếu tủ lạnh giường massage quạt bồn ngâm nóng lạnh bảo hành bảo dưỡng máy làm đá của đội quỹ đối nội đối ngoại chi cho các công việc như thăm hỏi ma chay đám hiếu ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mua thực phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên tham dự các giải đấu trong nước quốc tế và quà của đội sau khi thi đấu giải huấn luyện viên nguyễn thị thanh thúy và ban huấn luyện nhận thấy việc đóng góp là không đúng quy định gây phản ứng không tốt trong dư luận đồng thời xin tự nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm huấn luyện viên nguyễn thị thanh thúy đã bị cho thôi công tác huấn luyện ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia ngoài ra cục thể dục thể thao cũng làm rõ thông tin đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia chuyển tiền cho một nhân vật tên chú t Tê được ghi trong tin nhắn người này được xác định là ông lê ngọc tâm phó phòng quản lý huấn luyện trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội theo báo cáo việc chuyển tiền là nhờ ông tâm mua hộ thuốc xoa bóp cho đội và nội dung trong tin nhắn là để giúp các vận động viên hoàn trả lại tiền mua thuốc cho ông tâm Ngoài ra căn cứ biên bản tại buổi làm việc với Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội ngày 18 tháng 1 năm 2024, ban giám đốc và ông Lê Ngọc Tâm, phòng quản lý huấn luyện và công tác chính trị đều khẳng định không thu bất kỳ khoản thu nào sai quy định. Tuy nhiên, cục thể dục thể thao nhận thấy không đủ điều kiện để xác thực thông tin. Thưa quý vị, trước các sai phạm trong tập luyện và công tác quản lý, chấm công đặc biệt ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Quốc gia, ngoài huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy, cục thể dục thể thao đã có quyết định cho thôi công tác chuyên môn huấn luyện đối với ba huấn luyện viên khác là Nguyễn Hà Thanh, Đỗ Thị Ngân Thương và Nguyễn Thùy Dương. Thông tin tới báo chí, Cục trưởng Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Hà Việt cho biết, đã có văn bản báo cáo gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sau hơn một tháng sang minh kiểm tra những nội dung tố cáo của vận động viên Phạm Như Phương về những điểm sai phạm ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Theo đó, vụ việc thu 10% tiền thưởng huy chương và 50% tiền thưởng nóng của các huấn luyện viên ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội đã rõ ràng khi các huấn luyện viên thừa nhận sai phạm. Phía Cục Thể dục Thể thao đưa ra kỷ luật bằng việc cho thôi công tác huấn luyện với hai huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thủy Dương. Ngoài ra, Cục Thể dục Thể thao cũng đã có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị kiểm tra làm rõ vụ việc trong phạm vi thẩm quyền. Trong khi đó, về phía những sai phạm của tuyển thể dục dụng cụ quốc gia cũng được làm rõ sau khi có tố cáo của vận động viên Phạm Như Phương. Cụ thể, sau hơn một tháng kiểm tra và đưa ra xác nhận có nhiều sai phạm lỗ hồng trong quản lý ở tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, đặc biệt là ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ. Phía Cục Thể dục Thể thao đã cho thôi công tác huấn luyện đối với huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy và huấn luyện viên Đỗ Thị Ngân Thương khi có sai phạm trong công tác quản lý, chấm công ngày Chủ nhật và ngày lễ, sai phạm trong việc lập ra các khoản quỹ trái phép. Với thông tin trên, hiện tại đã có 4 huấn luyện viên ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia thôi công tác huấn luyện gồm huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy, Đỗ Thị Ngân Thương, Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thủy Dương. Hiện tại, cục thể dục thể thao đã điều chuyển huấn luyện viên Phan Thị Hà Thanh tạm thời giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Cũng liên quan đến vụ việc, trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã yêu cầu xử lý nghiêm khắc sai phạm liên quan đến vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương. Nội dung công văn nêu rõ, qua thông tin phản ánh của báo chí về việc liên quan đến huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, có hành vi thu lại phần tiền thưởng của vận động viên. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có ý kiến chỉ đạo như sau. Thứ nhất, giao Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chỉ đạo Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao phối hợp với tránh thanh tra bộ kiểm tra, giả soát những vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến công tác huấn luyện, chế độ chính sách của đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện có sai phạm. Thứ hai, Cục Thể dục Thể thao tổng giả soát các vấn đề liên quan đến công tác huấn luyện của các đội tuyển đội tuyển trẻ quốc gia đang tập huấn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh về quân số, cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện, trang thiết bị phục vụ tập luyện, điều kiện sinh hoạt. Theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ tại các thông báo số 628 TBVP ngày 6 tháng 10 năm 2023, 828 TBVP ngày 12 tháng 12 năm 2023, 30 TBVP ngày 17 tháng 1 năm 2024 của văn phòng bộ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả với Bộ trưởng trước ngày 25 tháng 1 năm 2024. Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, đã làm việc với huấn luyện viên Nguyễn Thủy Dương của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trước thông tin học trò Phạm Như Phương tố cáo cô cắt xén tiền thưởng. Huấn luyện viên Thủy Dương là người quản lý trực tiếp của Phạm Như Phương ở đơn vị Hà Nội đóng quân tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Theo đó, cục trưởng cục thể dục thể thao khẳng định, việc cắt xén tiền thưởng không xảy ra ở đội tuyển quốc gia và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Đây là việc riêng của vận động viên và huấn luyện viên Thủy Dương ở trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Huấn luyện viên Thủy Dương xác nhận có thu tiền. Ở góc độ quản lý của chúng tôi, nếu xảy ra việc thu tiền sẽ chia cho ban huấn luyện của đội quốc gia và trung tâm thì chúng tôi phải xử lý nhưng khi lên trao đổi làm việc huấn luyện viên thủy dương xác nhận là việc cá nhân không có chủ trương của ban huấn luyện ban huấn luyện không thu tiền đó và cũng không thu từ các vận động viên ở đơn vị ngoài hà nội không ai phải nộp tiền cho ban huấn luyện không có chuyện chi tiền cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia hay phòng ban nào ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia vì vậy ban huấn luyện xác nhận hai sai phạm với huấn luyện viên thủy dương thứ nhất là việc huấn luyện viên không báo cáo vận động viên xin nghỉ và thứ hai là việc thu tiền đề xuất của ban huấn luyện và phòng thể thao thành tích cao 1 là cho thôi nhiệm vụ đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thủy Dương. Cục sẽ phối hợp với đơn vị Hà Nội để xử lý các việc tiếp theo. Bên cạnh vấn đề tiền thưởng, chia sẻ với truyền thông, Phạm Như Phương không hài lòng về việc bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia. Cô cho biết có gửi đơn cam kết thông báo đến hai huấn luyện viên phụ trách trực tiếp của mình về chuyến đi Mỹ và được đồng ý nên mới đi. Tuy nhiên, khi trở về nước, Cô nhận thông tin bị gạch tên khỏi danh sách tập trung đội tuyển quốc gia năm 2024 bởi hai huấn luyện viên quên gửi bản cam kết. Cô thất vọng với bản án này nên tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cũng nói rõ về vấn đề này. Cụ thể, vận động viên tự ý nghỉ khi chưa có quyết định của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 dù có báo cáo huấn luyện viên hay không. Tôi chỉ đạo cho phòng Thể thao Thành tích cao 1, Bộ môn Thể dục và Liên đoàn Thể dục Việt Nam xuống làm việc với Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia để làm rõ một số nội dung, trong đó có việc vận động viên không tập huấn đội tuyển chứ không phải bị gạch tên. Đội tuyển quốc gia có hai giai đoạn tập trung, lần một là tháng 12 năm 2023, khi đó ban huấn luyện và trung tâm điểm danh việc tập luyện của vận động viên thì Như Phương không có mặt ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia một. Huấn luyện viên ở đội tuyển cũng là huấn luyện viên trực tiếp ở đơn vị Hà Nội là Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương không báo việc vận động viên này đi đâu. Dù có báo cáo đi nữa thì chúng tôi không thể cho đi được. Vận động viên không được nghỉ phép khi toàn bộ đội tuyển tập trung cho mục tiêu liên thông từ ASIAD đến Olympic. Vận động viên của đội tuyển phải nâng cao trình độ rất nhiều, đặc biệt là độ khó nên quá trình tập là liên tục không được nghỉ ngơi. Cái sai ở đây là vận động viên nói miệng xin nghỉ, gia đình vận động viên viết cam kết nhưng hai huấn luyện viên không báo cáo. Chúng tôi đang siết chặt công tác quản lý nên khi xảy ra sự việc ngày 21 tháng 12, tôi cho đoàn kiểm tra xuống trung tâm và cho vận động viên này ra khỏi đội tuyển. Sau những lùm xùm trên, phía cục thể dục thể thao đã yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia trong việc triển khai kế hoạch huấn luyện năm, chu kỳ huấn luyện theo giải đấu chính thức trong năm. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.